Mà mình giải thích cho bạn sơ sơ về chức năng diffuse. Và khi chúng ta bấm phím M mở cái bảng vật liệu, được chưa? Chúng ta sẽ có cái bảng vật liệu như này và chúng ta sẽ năn chuột và đi chuột giữa. Đi chuột là biểu tượng pan và năn chuột là phóng to thu nhỏ. Ở đây mình tạo một cái trang thư viện mới hoàn toàn để mình xem cái tính chất của diffuse như thế này, được chưa? Thì đây là một cục vật liệu mẫu xuất phát từ cục vật liệu của Lay mà tên là, sau đó phát triển ra, được chưa? Đây chính là mình sẽ đặt tên là mẫu nhé. Kích đúp ở đây mình đặt tên là mẫu cho mình có lợi, được chưa? Và mình sẽ hút thử cái cục vật liệu ta đang đặt sẵn ở đây, được chưa? Đó, mình cầm một biểu tượng hút ở đây này, mình tích vào đây, được chưa? Thì trong cái bảng M này ấy, sẽ có một cái bảng vật liệu này, được chưa? Bạn nhìn hai cái bảng này thì giống hệt nhau, đều có chức năng giống giống hệt nhau, nhưng đây nó khác. Khác đây thì nó đã có tính chất của vật liệu rồi, được chưa? Mình học thông số đầu tiên là thông số diffuse này, được chưa? Bây giờ ví dụ mình sẽ add cái vật liệu này cho cái đối tượng đang chọn, được chưa? Mình chọn một vật liệu vào đây mà tên là mình add to select, được chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ render, được chưa? Cái render vật liệu đó thì mình sẽ render, bấm F9 nhé. Chưa, bữa nay mình đang để nó là một màu xám ấy. Chưa. Đó, nó ra màu xám. Rồi mình khoanh lại chỗ này, mình khoanh cái vùng nhỏ này. Được. Nếu mình muốn là nó là màu đỏ, ok, mình render thì nó sẽ là màu đỏ. Được chưa? Và nếu mình thay cái màu ở đây nó là một màu vàng, mình thêm một ví dụ nữa, render. Thì nó là màu vàng. Nhưng bây giờ mình không muốn màu sắc nữa mà mình muốn một cái texture nào đó, thì mình sẽ dùng vào chức năng áp vào cái map này, kích vào đây cũng được. Và chúng ta trong cái bảng vật liệu này ấy, chúng ta tìm đến một cái texture này này, dùng một map này, đưa một cái bitmap cầm lên và kéo cũng được. Sau đó ví dụ mình sẽ tác động lên là một cái vật liệu đá đi, được chưa? Mình kéo đá vào đây này, thì lập tức đây nó diffuse này, nó xuất hiện vào đây, mình áp vào sâu nó đi. Sâu nó lên thì trong cái review ngoài này mình nó nhìn thấy, được chưa? Đây là chất lượng đá này, được chưa? Review nhìn thấy chất lượng đá, được chưa? Bạn nhìn bức ảnh này nhá. Bây giờ mình sẽ bấm render này, thì nó thay bằng vải, những cái bằng chất liệu như này nó là đá, được chưa? Bằng đá này thì mình không thích là đá nữa, mình muốn là chất liệu vải khác hay là một chất liệu cỏ đi, cỏ cây thì cũng được. Thì mình thay, mình giữ shift nhé, copy nhé, hoặc mình kích đúp trực tiếp vào đây cũng được. Kích đúp trực tiếp vào đây thì mình thay cái đường dẫn này, được chưa? Là mây, cho mình render mây, nó là mây. Cho bạn áp lên một cái map gạch, mình render ra đây bây giờ nó sẽ là gạch. Được chưa, nó là gạch. Stop lại nha, mình chọn thêm một chất liệu nữa này, có cái chất liệu vải màu vàng này. Mình render. Và đối tượng ta sẽ thành vải màu vàng. Được chưa? Đấy, thành chất liệu vải màu vàng.